Mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hà Nội tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 từ ngày 1 tháng 7. Rộn ràng khai mạc liên quan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ 2 tại Trà Vinh. Bánh mì, món ăn đường phố đáng tự hào của người Việt. Xe ô tô lao xuống hồ Tây do tài xế đạp nhầm chân ga. Cơ quan công an đề nghị người dân cần cảnh giác khi nhận tin nhắn của gọi video vay mượn tiền qua mạng xã hội. Dòng mùa rút biển ở Quảng Nam, người dân có thêm thu nhập khá. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hôm nay nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao. Trong đó, riêng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có chỉ số tia cực tím cao nhất là 10.6. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ. Cụ thể là vào ngày hôm nay 2 tháng 4, chỉ số tia cực tím tại các thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế là 7.3, Đà Nẵng 7.3, Hội An, tỉnh Quảng Nam 7.3, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 10.6, thành phố Hồ Chí Minh 10.3, Cần Thơ 8.1, Cà Mau, tỉnh Cà Mau là 7.7. Các bác sĩ khuyến cáo là người dân cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như là đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng, nên bôi lại kem chống nắng sau 2 giờ. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024, trong đó lớp 1 và lớp 6 sẽ tuyển sinh từ ngày 1 tháng 7 tới. Năm học này, việc tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội được thực hiện theo tuyến. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7, còn tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7. Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp đều tăng mạnh so với năm học trước. Đáng chú ý, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng gần 39.000 em, số học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng là chuyển dần hình thức làm việc từ offline trực tiếp sang online trực tuyến. Hợp đồng lao động truyền thống cũng đang được chuyển đổi sang hợp đồng điện tử để tạo thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động. Vậy thì hợp đồng lao động điện tử là gì? Và giá trị pháp lý của hợp đồng lao động được ký online như thế nào? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ trong phóng sự ngay sau đây. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc sử dụng hợp đồng điện tử thay thế cho hợp đồng giấy đang trở thành một xu hướng trong những năm gần đây bởi sự nhanh chóng, tiện lợi. Hợp đồng hiện tại của mình là hợp đồng ký online, nên khoảng thời gian đó là Covid, giãn cách xã hội, nên mình không có ra ngoài đường được. Nên công ty có đưa cho mình hợp đồng để ký kết, mình thấy rất là thuận lợi. Mình nghĩ ký hợp đồng online bây giờ đang là xu hướng rất là tiện lợi. Hiện mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mình vẫn có thể ký hợp đồng ngoài Hà Nội trong vài phút, miễn là đảm bảo được công việc và tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển. Hiện nay, việc sử dụng hợp đồng điện tử để thay thế cho hợp đồng giấy đang ngày càng trở nên phổ biến và mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng lao động cũng như người lao động. Với người sử dụng lao động, việc ký kết online này luôn đảm bảo thời điểm ký kết hợp đồng lao động được thực hiện trước khi nhận người lao động vào làm việc theo quy định mới. Không còn phụ thuộc vào người ký, người cầm dấu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có thể tiết kiệm chi phí về kho lưu trữ, hệ thống quản lý, thời gian và công sức. Đồng thời, việc báo cáo nhân sự cũng trở nên nhanh chóng, dễ quản lý và chính xác hơn. Với người lao động, đây là điều kiện thuận lợi để việc ký kết hợp đồng lao động trở nên linh hoạt hơn, có thể giải quyết được các vấn đề về khoảng cách địa lý và thời gian ký kết. Theo cái luật giao dịch điện tử năm 2005, thì cái phương tiện điện tử là một trong những cái phương tiện hoạt động dựa trên cái công nghệ điện tử hoặc là kỹ thuật số, đường truyền dẫn không dây, quang học điện tử hoặc là công nghệ tương tự. Thì thông qua cái giao dịch dân sự bằng một cái phương thức điện tử dưới hình thức là một cái thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật,
Cụ thể ở đây là một cái dạng email nhưng mà thông qua một cái bên trung gian, có thể là để làm chứng hoặc là chứng thực cái chữ ký cũng như là lưu trữ cái thông tin. Thì cái việc ký cái hợp đồng lao động thông qua cái biện pháp này thì được xem là nằm ở cái khoản số 2 điều 14 của cái Bộ luật Lao động năm 2019. Đó là một cái dạng hợp đồng lao động được điện tử, được ký dưới hình thức là thông điệp dữ liệu điện tử. Và đây cũng là một trong những hình thức được pháp luật không cấm và cũng được xem như là một cái dạng giao dịch, một xác lập một cái giao dịch dân sự thông qua tương tự có giá trị pháp lý như là giao dịch bằng văn bản. Không thể phủ nhận những lợi ích khi chọn hình thức ký hợp đồng lao động online. Tuy nhiên, theo các luật sư, việc ký kết này cũng gặp phải nhiều vấn đề như nguy cơ lộ, mất thông tin dữ liệu hợp đồng nếu sử dụng bên trung gian thứ ba không uy tín hoặc không đảm bảo. Nguy cơ bị sử dụng email trái phép bằng việc xác nhận các điều khoản để có thể ký kết online. Khi xảy ra tranh chấp, rất khó để xác định được địa điểm nơi giải quyết tranh chấp hoặc chủ thể xác lập. Thứ nhất là chúng ta, các cái doanh nghiệp sử dụng, chúng ta nên chọn một cái đơn vị thứ ba, đơn vị trung gian, cái sử dụng cái dịch vụ chứng thực điện tử chúng ta hoặc nơi lưu trữ chúng ta có uy tín. Và thứ hai là chúng ta cũng nên đầu tư xây dựng cái cơ sở hạ tầng thông tin về dữ liệu chúng ta hiện đại để tăng độ bảo mật cũng như là cái cơ sở để lưu trữ đầy đủ các cái thông tin. Và một cái vấn đề thứ ba nữa là cái điều khoản giải quyết cũng như là cái phương thức giải quyết cũng như là cái cách thức giải quyết tranh chấp liên quan tới một số cái trường hợp như tôi vừa chia sẻ thì chúng ta cũng nên đưa nó cụ thể vào trong cái hợp đồng lao động điện tử đó, để chúng ta khi mà xảy ra tranh chấp thì chúng ta có thể là có căn cứ rõ ràng để tránh cái việc mà chúng ta phát sinh những cái tranh chấp không cần thiết mà các bên có thể là tốn nhiều thời gian để đưa ra các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền. Dù đang dần được áp dụng nhiều nhưng ký kết hợp đồng lao động điện tử vẫn còn là một hình thức khá mới mẻ, do đó khó tránh khỏi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, để đảm bảo cho việc ký kết hợp đồng lao động điện tử được nhanh chóng, thuận tiện và phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động cần phải tuân thủ những nguyên tắc về chứng thực chữ ký điện tử, xây dựng một hệ thống thông tin dữ liệu nội bộ vững chắc, an toàn và nghiêm ngặt. Cùng với đó, người lao động cũng có trách nhiệm bảo vệ hệ thống thông tin một cách nghiêm túc để đảm bảo quyền lợi của mình, tránh những tranh chấp không cần thiết về sau. Tối qua tại tỉnh Trà Vinh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh khai mạc liên quan nghệ thuật sân khấu dù ghê Khmer Nam Bộ lần thứ 2 năm 2023 với sự tham gia của hơn 500 diễn viên đến từ 13 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Các đơn vị tham gia đến từ các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh mang đến liên quan 13 vở diễn gồm các thể loại dân gian, lịch sử, hiện đại. Những vở diễn dân gian lịch sử hấp dẫn như Hoàng tử Vesondor, Tướng quân Rithisak, Jay Suvarong, Chuyện tình giữa tiên nữ và người phàm, Chuyện tình nàng Suvanpupa. Ngoài ra còn có những vở diễn khai thác đề tài hiện đại mang đậm hơi thở cuộc sống như Bài học đắt giá, Giữ vững biển đảo quê hương, Hoa cao tình thắm, vân vân. Liên quan nghệ thuật sân khấu dù ghê Khmer Nam Bộ lần thứ 2 diễn ra đến ngày 7 tháng 4 tại Trường Đại học Trà Vinh. Cũng trong tối qua, Tuần văn hóa du lịch Phú Yên năm 2023 với chủ đề Phú Yên, điểm đến hấp dẫn và thân thiện chính thức khai mạc tại thành phố Tuy Hòa. Các hoạt động chính diễn ra trong Tuần văn hóa du lịch Phú Yên năm 2023 gồm liên quan các ban nhạc, nhóm nhạc trong và ngoài tỉnh, hội chợ ẩm thực và đặc sản vùng miền Phú Yên, giới thiệu các ca khúc về Tuy Hòa, giới thiệu các món ăn ngon Tuy Hòa, trình diễn nghệ thuật bài chòi. Thông qua sự kiện này, tỉnh Phú Yên giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư, góp phần khôi phục, kích cầu phát triển du lịch và khởi động mùa du lịch Phú Yên năm 2023. Sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4 tại thành phố Tuy Hòa và một số địa phương trong tỉnh. Từ lâu, bánh mì đã trở thành món ăn quen thuộc của người Việt Nam chúng ta. Nhờ sự tinh tế, sáng tạo trong chế biến mà món ăn đường phố này ngày nay được nâng tầm giá trị, luôn có mặt trong các thực đơn tại các nhà hàng khách sạn cao cấp, hấp dẫn thực khách quốc tế khi đến với Việt Nam. Ông Stephen Bright, quốc tịch Úc, là người rất thích món bánh mì Việt Nam. Sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm, món ăn được ông ưu tiên lựa chọn luôn là bánh mì. Chính vì thế, thực đơn của hệ thống nhà hàng trong khách sạn nơi ông làm việc không thể thiếu món bánh mì để phục vụ thực khách. Tôi từng ăn bánh mì Quỳnh Hoa và rất phấn khích với ổ bánh mì khổng lồ thơm ngon, giòn rụm. Nay được thưởng thức món ăn đường phố, bánh mì Việt Nam
tại khung cảnh sang trọng như thế này thật là khác biệt và hấp dẫn. Một ổ bánh mì theo phiên bản gốc sẽ bao gồm phần vỏ ngoài giòn rụm, phần nhân với thịt heo, dưa chua, ngò, ớt và pate. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng bánh mì ở mỗi vùng lại có sự biến tấu với nhiều loại nhân đặc biệt riêng. Bánh mì là từ cái nền văn hóa Pháp đưa vào Việt Nam rất là lâu rồi. Nhưng mà khi đến Việt Nam thì cái bánh mì nó trở thành là bánh mì Việt Nam. Và những cái nhân của bánh mì nó cũng được sáng tạo, hết sức là sáng tạo và thay đổi, nó phù hợp với cái test và cái cảm giác của mọi người, kể cả trong nước và ngoài nước. Bánh mì, một cái món ăn mà đã có từ rất là lâu đời, cũng như là đặc trưng được mang lên sân khấu quốc tế, cũng như là có trong từ điển Oxford. Bánh mì là một món ăn sáng không thể thiếu, cũng có thể ăn trưa, ăn chiều, rất là dễ ăn. Năm 2013, bánh mì của Việt Nam được tạp chí nổi tiếng National Geographic bình chọn nằm trong top 11 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Năm 2016, món ăn bình dân này cùng bún chả và phở đã lọt vào danh sách 100 món ăn nổi tiếng thế giới. Mới đây vào tháng 2 năm nay, Thai Atlas, chuyên trang được mệnh danh là bản đồ ẩm thực thế giới, công bố 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó bánh mì Việt Nam đứng thứ 6. Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Xe ô tô lao xuống Hồ Tây do tài xế đạp nhầm chân ga. Đề nghị truy tố nữ đối tượng chuốc thuốc mê người khác để cướp tài sản. Cơ quan công an đề nghị người dân cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi video vay mượn tiền qua mạng xã hội. Do mùa rút biển ở Quảng Nam, ngư dân có thêm thu nhập khá. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an phường Xuân Lao, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe ô tô đang di chuyển giang hồ Tây thì bất ngờ lao xuống hồ. Đáng chú ý là nguyên nhân là do tài xế đạp nhầm chân ga, lý do khá phổ biến dẫn đến nhiều sự cố tai nạn giao thông. Thời điểm xảy ra tai nạn thì trên xe ô tô có 3 người, rất may không có ai bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tổ chức cứu hộ và cẩu chiếc xe ô tô lên bờ. Theo công an, nguyên nhân ban đầu là do nữ tài xế đạp nhầm chân ga khiến xe ô tô lao xuống hồ Tây. Lợi dụng chủ nhà không chú ý, Nguyễn Quỳnh Ngọc Minh Hạnh sinh năm 1980, trú tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đã bỏ thuốc mê vào thức ăn rồi cướp nhiều tài sản. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Hạnh về tội cướp tài sản. Theo kết luận điều tra, vào ngày 22 tháng 10 năm 2015, Hạnh từ tỉnh Bạc Liêu đến nhà chị Phạm Thị Miền ở khu phố 5, phường Bình Sang, thành phố Hà Tiên để xin việc làm. Trong khi nấu ăn, Hạnh đã bỏ thuốc mê vào thức ăn. Sau khi dùng bữa xong, chị Miền và người bạn là anh Nguyễn Tấn Bửu cảm thấy buồn ngủ và mê man. Hạnh đã lấy một số vòng vàng mà chị Miền, anh Bửu đang đeo cùng với 5 điện thoại di động, một máy tính bảng và 5 triệu đồng. Sau đó, đối tượng bỏ trốn qua nhiều địa phương và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Hạnh đã bị công an thành phố Hà Tiên phát lệnh truy nã. Đến tháng 12 năm 2022, Hạnh bị công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả về Việt Nam. Thưa quý vị, trước thực trạng thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi video với nội dung vay mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội. Nếu gặp phải trường hợp này thì người dân cần bình tĩnh, sau đó gọi điện thoại hoặc liên lạc trực tiếp cho người thân để xác minh, không gọi qua các ứng dụng mạng xã hội. Trường hợp nghi vấn đối tượng giả mạo người thân trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Hôm nay, tin từ Hải đoàn Biên phòng 28 đứng chân trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình tuần tra trên vùng biển, lực lượng đơn vị phát hiện tàu cá vận chuyển lượng lớn dầu diesel DO không rõ nguồn gốc. Theo đó, vào lúc 7 giờ 35 phút ngày 1 tháng 4, trong lúc tuần tra trên vùng biển Tây Nam, biên đội A23 Hải đoàn Biên phòng 28 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát hiện tàu cá mang số hiệu KG93835TS do ông Hồ Giang Sĩ, sinh năm 1979,
trú tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng, có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tàu cá KG93835TS chở khoảng 25.000 lít dầu DO. Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc số dầu trên. Đến ngày 2 tháng 4, lực lượng đơn vị đã lai dắt tàu cá KG93835TS về cảng Hải đoàn Biên phòng 28 để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng nhà vệ sinh công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa thiếu lại vừa xuống cấp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu khẩn trương tìm giải pháp đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng ở khu vực trung tâm, đồng thời kết hợp vận động các cửa hàng kinh doanh, hàng quán, công sở, doanh nghiệp cho người dân và du khách sử dụng nhà vệ sinh. Việc có thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng không chỉ làm đẹp hình ảnh du lịch của thành phố mà còn góp phần hạn chế nạn tiểu bậy, phóng quế nơi công cộng diễn ra lâu nay. Tấm bảng nhà vệ sinh miễn phí rất rõ để người đi đường dễ dàng nhận thấy. Thế nhưng nhà vệ sinh sạch sẽ, có cả máy lạnh này không phải nhà vệ sinh công cộng, mà là nhà vệ sinh của nhà hàng căng tin 1A trên đường Cầm Ba Thước, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ phục vụ khách của nhà hàng, nơi đây còn phục vụ người dân, du khách lỡ đường khi có nhu cầu đi vệ sinh. Tạo điều kiện cho người dân có một toilet riêng để không đi sử dụng ở ngoài vỉa hè, thì nhà hàng cũng tạo điều cũng có cho nhà người dân sử dụng về nhà vệ sinh miễn phí để tránh ô nhiễm môi trường. Quận Phú Nhuận là một trong những địa phương đang tích cực triển khai chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng ở khu vực trung tâm thành phố, kết hợp vận động các cửa hàng kinh doanh buôn bán, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê lẫn cơ quan, công sở cho người dân bên ngoài được sử dụng nhà vệ sinh miễn phí. Đến cuối tháng 3, đã có 15 đơn vị mở cửa nhà vệ sinh cho người đi đường. Trong thời gian tới thì quận cũng sẽ tiếp tục vận động các hộ kinh doanh ở những cái tuyến mặt tiền lớn sử dụng nhà vệ sinh hiện có để đáp ứng cái nhu cầu của khách vãng lai. Quận dự kiến là sẽ lắp đặt thêm 7 nhà vệ sinh công cộng mới ở những vị trí khảo sát. Quận 1 cũng đã vận động và công bố 100 điểm nhà hàng, khách sạn, quán cà phê hỗ trợ nhà vệ sinh miễn phí cho người dân và du khách. Quận 3, quận 5 cũng đang cải tạo, nâng cấp các nhà vệ sinh công cộng ở các công viên, cây xăng, khu vực công cộng trên địa bàn để phục vụ cho người dân. Về lâu dài, các địa phương đang hướng tới việc phối hợp doanh nghiệp để đầu tư xây mới hàng trăm nhà vệ sinh công cộng theo hình thức xã hội hóa, kết hợp một số hình thức kinh doanh tạo nguồn thu. Chúng ta phải tiến hành là đấu thầu. Đấu thầu đây là một gói thầu có hai túi. Túi thứ nhất là cái túi đặt mẫu không? Và túi thứ hai là cái giải pháp của anh đặt ra như thế nào. Và như vậy cái việc đấu thầu này nó công khai. Cái vấn đề thứ ba mà thành phố nêu ra là cái vấn đề đó là muốn nhà vệ sinh sạch sẽ thì chúng ta phải chăm sóc cái nhà vệ sinh đó một cách công nghiệp, một cách chuyên nghiệp. Con số 255 nhà vệ sinh công cộng hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh là chưa đủ đáp ứng nhu cầu của thành phố, hơn 10 triệu dân và hàng triệu du khách, chưa kể phần lớn đã xuống cấp, hư hỏng, trở thành nỗi ám ảnh. Nhiều năm trước, thành phố đặt mục tiêu xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng, nhưng đến nay vẫn chỉ là đề án. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày này thì ngư dân ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang tấp nập ra khơi khi vào mùa khai thác ruốc, mang lại cho bà con nguồn thu nhập đáng kể. Theo nhiều ngư dân địa phương thì năm nay mùa ruốc đến muộn và cũng ít hơn mọi năm. Mùa ruốc chỉ kéo dài vài tuần đến một tháng nên bà con ngư dân đều tranh thủ đánh bắt. Bãi biển những ngày này tấp nập, nhộn nhịp hơn. Từ 6 giờ sáng, hàng chục tàu thuyền của ngư dân đã ra biển bắt ruốc. Trung bình mỗi ngày một chiếc thuyền có thể khai thác được gần một tạ ruốc. Có thuyền may mắn đánh bắt được đến 2-3 tạ. Ngư dân dùng thuyền lớn để đánh bắt ruốc. Khi đầy khoang thì dùng thuyền thúng để đưa ruốc vào bờ để cân cho thương lái hoặc phơi khô rồi bán. Hiện giá ruốc tươi khoảng 15.000 đồng một ký. Ruốc sau khi phơi khô có giá là 80.000 đồng một ký. Trung bình cứ 4 ký ruốc tươi đem phơi được 1 ký ruốc khô. Với mục tiêu nâng chất tiêu chí môi trường từ cuối năm ngoái, các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đã triển khai xây dựng mô hình dòng sông không rác. Và bước đầu, mô hình đã lan tỏa đến người dân ý thức về việc chung tay bảo vệ dòng sông, bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Đây là kênh Đồng Tiến, dẫn nước từ sông Tiền vào các huyện Tam Nông và Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp. Sau thời gian triển khai mô hình dòng sông không rác, nơi đây đã thay đổi hoàn toàn, trở nên xanh sạch hơn. Để có được điều này, chính quyền xã An Long, huyện Tam Nông vận động người dân giữ vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống sông, kênh rạch.
đồng thời ký kết với đơn vị thu gom rác nên rất được người dân đồng tình. Bây giờ thì có mấy chú gom vậy thì bỏ vô đó, mấy chú tới, mấy chú đi gom thì nó sạch sẽ hơn. Còn tại tuyến kênh An Hòa, Hòa Bình, trên bờ người dân gom rác để phân loại tại nguồn. Dưới kênh, đoàn thể và người dân cũng chung tay vớt rác, cắm thêm các hàng rào giữ cho lục bình được cố định, sinh trưởng tốt. Cái đó cũng cả một vấn đề ảnh hưởng, nhưng mà thu nhập kinh tế mình phải làm sao bảo quản, đúng không? Rồi nó đừng có ảnh hưởng ghe cộ cản trở giao thông rồi. Còn những cái dễ đi theo mé này kia, nó là những cái đó có khả năng là có thể là mình đem lên mình đắp vô gốc cây, nó cũng vẫn là tốt, nó cũng thành là một loại phân hữu cơ. Chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền vận động người dân, nâng cao được ý thức người dân bảo vệ môi trường từ cái việc nhỏ là phân loại rác thải tại hộ gia đình đến việc là tập trung thu gom rác thải đúng nơi quy định. Ngoài ra thì từ đó người dân sẽ lan tỏa được ý thức là bảo vệ môi trường xung quanh. Chúng tôi muốn người dân tự động nâng cao được ý thức của mình bảo vệ môi trường chung, tạo một cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới một cách bền vững. Mô hình dòng sông không rác đến nay đã triển khai được tại 12 huyện thành phố ở tỉnh Đồng Tháp. Bước đầu đã tạo được sự đồng tình của người dân, giúp lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.